đậu thêm mày thêm cái là công tác hành trình, hai công tác hành trình lấy một lấy hai. Và cái này là giống như công tác quay tác động xong rồi buôn ra là nó mất đúng không? Là bài mày phải tạo thêm hai cái biến nhớ trung gian nữa. Hai cái biến mà giống như mày khi mà tác động là xét cái biến nó lên đúng không? Rồi cái ô này là để mày khi mày nhắn là bắt đầu cái này chạy. Cái này chả phép động cơ chạy thôi. Xong rồi bắt đầu tác động đến miếng motor ra. Rồi xi lanh. Rồi. Qua chương trình code đúng không? Thì nhấn for để bắt đầu nút on này nó được tác động cho phép. Cho phép là cái motor bắt đầu được mở lên. Sau khi nút on được mở thì mày lấy cái nút on này mày đi set cái motor, có nghĩa là cái motor sẽ bắt đầu được chạy. Ok. Rồi, xong rồi khi mày tác động lợi ích 1 có nghĩa là mày sẽ xét cái biến mà trạng thái trung gian của lợi ích 1 khi tác động lên. Đồng thời nó sẽ đi xét cái biến của trạng thái lợi ích 2 luôn. Khi mà trạng thái lợi ích 1 tác động lên thì bắt đầu nó sẽ là reset motor. Motor sẽ bị đang chạy sẽ giảm gì, nó sẽ đứng lại. Rồi dưới này mày sẽ tạo thêm một cái dòng timer đếm 5 giây là cái xi lanh này sẽ eo ra. Đúng không? Khi mày tác động với LS2 là nó sẽ reset cái biến trung gian của trạng thái LS1 trước. Đồng thời nó sẽ xét cái biến trung gian của LS2 lên. Sau khi biến trung gian LS2 tác động lên thì motor sẽ được chạy lại và xi lanh sẽ tắt đi. Còn khi nhấn stop á, cái này trên mạng có mà trong cái gì nó reset hết. Ok. Không. Cái này thông số quan trọng là bữa đó có xuống cái khói không? Hammer